Xin chào các bác. Hôm nay những cái chậu đen rô mà nó bắt đầu là em lấy về thì bắt đầu trồng các bác. Trồng cái đen rô xuân này, đen rô mini này, đen rô màu này nó dễ thôi. Đây chỉ bóc cái này ra là trồng thôi. Em sử dụng cái giá thể là than củi này. Than củi dướn cọng này. Cái này cho thêm vỏ thông vào đi coi. Cho thêm một bao vỏ thông 20 cân vào, số 3 vào. Không, bên này chưa. Thế cho vào. Đừng để bé quá. Đây em thành giá thể trộn này. Giá thể này nó hỗ trợ nhau vừa chống nấm, vừa chống kiến, vừa chống cái con cuốn chiếu, vừa nấm mốc. Nói chung là em sử dụng cái trộn này. Từ ngày có giá thể trộn là em không bị thối nhũn lan nữa các bạn. Cái này em trồng vào những cái bọc dừa này. Quan trọng nhất ở cái phần bọc dừa này là nó có khả năng giữ nước cực tốt luôn. Cái quả dừa này, cái mảnh dừa này giữ nước tốt và dần dần nó sẽ, cái quả dừa này sẽ bị mục. Sau 2 năm nó sẽ mục. Cho nên em phải sử dụng cái giá thể kia nó khô. Giá thể kia nó khô hơn. Nó khô thì khi mình tưới nước vào thì quả dừa dần dần nó sẽ hút nước, nó giữ ẩm hết ở quả dừa rồi. Sau này dễ nó sẽ chọc cho quả dừa nó mục lát ra thì nó làm phân bón luôn cho phong lan này. Cái đen rô này thì cái thân nó cũng rất là giữ được nước. Các bác có thể thấy thân nó mập lắm. Nó giữ nước tốt cho nên là cái loại lan này không cần phải tưới nước nhiều. Chỉ cần tưới ít thôi. Tầm 3 ngày tưới 1 lần. Tầm 3 ngày tưới 1 lần là được. Cái này không cần tưới nhiều. Đây em trồng như này thì khi nào các bác lấy thì em sẽ gửi cả chậu đi. Đấy, cho nó thuần luôn. Tại vì em trồng như này thì cái này em mang cả ra chợ bán. Thì khách hàng về chỉ việc treo lên và chơi thôi. Đến lúc hết hoa thì cây này nó đẻ lên, nó lại ra hoa mới ở cái cây này. Nó cứ ra liên tục thế các bạn. Quanh năm có hoa chơi. Còn một những cái chậu mini thì trồng như này. Bên dưới cũng lót xốp. Bên dưới cũng lót xốp và than củi dấn cọng. Thế thôi. Thế là có chậu lan chơi đẹp, nhẹ nhàng. Đấy, em trồng, em sẽ trồng số lượng rất là nhiều để em vừa mang ra chợ vừa để thuần nó luôn. Cái vũ lữ cũng thế. Vũ lữ này em bán là 70 một chậu đây. Vũ lữ này thì bằng củi dừa thì em sẽ cho ở đây họ có than củi này. Em cho vào cứ thế nó đẻ thôi các bạn. Một chậu vũ lữ là nếu mà lên chậu đẹp lắm. Đây là một chậu vũ lữ, đây là những cái chậu đen rô mà em lên trồng vào chậu để đẹp đây. Đây các bạn này. Đấy cứ thế là em tạo mọi điều kiện để cái người chơi lan thì không cần phải trồng, không phải chăm gì nữa. Cây này dễ nhất rồi. Đây. Em lấy cái dây này là cái dây buộc lan, em bán 70.000 một cuộn này. Cái dây đen này rất là tốt này, nó bọc được nhựa thì nó sẽ không bị han gỉ, nó sẽ không hại đến thân của cây lan. Đấy, thế là có một chậu lan. Còn một chậu vũ lữ đây. Một chậu vũ lữ đặt vào đây cũng rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Đấy. Hôm nay đây bán ra di linh xuân đây. Di linh xuân thân cực kỳ mập luôn. Có những cây còn đang đi ngọn và có những cây đã thắt ngọn đây. Đây cái cốc này nó họ trồng sâu này để cho nó nhẹ nhàng, để tránh cái tình trạng là nó nặng vận chuyển, nó tốn tiền ấy. Đấy. Trồng ít này và sử dụng phân bón lá thì nó sẽ ăn cả cao lá cả con rễ. Đây các bác thấy số lượng em rất là nhiều. Cao ít nhất là 20 phân. Di linh xuân đặc biệt lá nó có xu hướng là dựng lên rồi. Và nếu nó nặng quá thì nó sẽ, lá to quá nặng thì nó sẽ chịu xuống thế này. Đấy. Thân cực kỳ mù lù luôn các bác. Đây, nó chỉ mất 1 năm. Nó sẽ ra hoa xuân vào năm nay. Cái này đã lở ra và khuôn bông nó rất chuẩn rồi. Em bán là 200 một chậu. Còn đen rô màu này em bán là 55.000 một chậu. Đen rô màu. Đen rô mini thì 20.000 một cốc. 20.000 một cốc nhỏ này. Đen rô mini. Đấy, còn lan kiếm thì trồng dễ hơn đen rô các bạn. Đây, kiếm số 1 này. 300 một chậu, số 3 300. Đây là những dòng kiếm có mặt hoa đẹp. Kiếm vàng cánh chim. Em bán là 450. Còn đen rô xuân đây. Màu đen rô xuân này. Màu hết sức là nhã nhặn luôn. Em bán là 230 một chậu. Em không có mấy chậu đâu. Đây vũ lữ số lượng cực kỳ lớn luôn. 70.000 một chậu, các bác lấy 3 chậu là 200. Bên ngoài này thì là các dòng kiếm vàng cánh bầu hay là các loại phi điệp tím đây. Phi điệp tím này các bác nào lấy em tách đây.
Có mua cả chậu tính 300 thôi, chậu này đẹp này. Có chậu được 300 mà đẹp này. Thì Bắc Cạn này, thắt ngọn này. Đây, hàng này hàng kiến. Kiến nhỏ. Chưa sổ hoa đâu. Còn những cái chậu bình thường này là 100 một chậu này. Đấy, nó hơn 20 phân tí. Đây, thân giá đây có này, đây phi được hàng Lào. 100 một chậu. Bên ngoài này thì em trồng địa lan Trần Mộng với Mạc Xuân. Đây. Bên này cũng xanh um Mạc Xuân với Trần Mộng luôn. Trần Mộng em bán 100 một cân. Số lượng rất lớn. Còn địa lan Mạc Xuân em bán là 80.000 một cân. Đấy, Mạc Xuân nhiều lắm các bạn. Đây. Ở trong này là cũng là Mạc Xuân, bên này cũng Mạc Xuân. Em tận dụng những cái rành và sử dụng bột dừa để trồng. Bột dừa nó giữ được nước thì em đỡ phải tưới nhiều. Đây, kiếm nô hội đây, 50.000 một cân các bạn này. Kiếm nô hội dễ trồng lắm. Bây giờ kiếm đang hot này, em đang trồng rất là nhiều kiếm, em treo bờ rào bờ rộng này. Đấy, một chậu kiếm nô hội em trồng như này là mất một cân này, à, có một chậu. Đẹp này. Bây giờ là cứ đợi nó đẻ các bạn. Nó trải qua được cái thời kỳ chết chóc à. Đây, kiếm tiên vũ này mới đầu cũng khó trồng lắm nhưng mà dần dần nó chết hết rồi nó sẽ lại ngon. Bên trong này là nữ hoàng tuyết. Nữ hoàng tuyết một số nó bắt đầu thắt ngọn rồi. Em đang vặt bớt lá đi cho nó. Mùa này nó không ăn được phân qua lá rồi. Mùa này chỉ cành cành như này thôi. Sang xuân là ra hoa. Nữ hoàng tuyết là bán 150 một chậu. Còn phi điệp lá mít em bán là 150 một chậu. Giá ô lô. Ô lô là 100. Ken Barbie. Ken Barbie là 120. Cái này hàng Kỳ các bác này. Nhìn họ Kỳ đỉnh cao. Ken Barbie 120. Còn đây là siêu trầm. Siêu trầm dài 3-40 phân này. Giá có 150 một chậu. Đây là siêu trầm. Năm cánh trắng họng hồng thì cũng 150 đấy các bạn. Năm cánh trắng họng hồng thì số lượng em nhiều lắm. Em rất thích cái dòng này và hoa nó đạt giải top 10 loại lan được giải trong cái hội thi ảnh hoa lan nghệ thuật. Cho nên là hoa nó đẹp. Chẳng qua là do là nó là hàng này là ít người họ sâu cái ảnh hoa lên đây. Còn đây trầm rồng đỏ 150 một cây. Đây trầm rồng đỏ này. Đang thời kỳ thắt ngọn. Trầm biên vàng cũng 150. Trầm biên vàng các bạn, cũng 150 một cây. Đấy, bên này phi điệp rất nhiều. Chủ yếu là phi điệp nhà em nhiều. Cái này không được thì sang năm nó lại đẻ ra cây con mới này. Cho tầm này em ôm nhiều lắm. Ôm luôn nguyên một cái vườn của một anh ở Bắc Cạn rồi. Đây họng hồng giống này em cũng để chờ cho năm sau đây. Đấy, cây cũng đã. Cây này 90.000 nữa, cây này hơi đắt. Đồ ngâm rượu thì em vẫn có. Tầm gửi nghiến là 50.000 một cân. 3 kích là 150. Các loại vật tư hoa lan gồm vỏ thông, rêu rừng, phân dê, dớn vụn các thứ. Lúc nào cũng có các bác nhé. Lưới Nhật cũ của Nhật này. Lưới cũ thôi nhưng mà chất lượng của nó còn hơn cả lưới mới các bạn. Đây lưới hàng của Nhật sản xuất ra thì các bác cứ yên tâm luôn. Còn đây là các loại chậu nhựa. Bên này là chuối hột. Đây chuối hột em làm xong em đóng túi các bác này. Hôm nọ các bác có thể nhìn thấy ở nhà em có một đồi gần như là có khoảng mấy tấn chuối ấy. Đấy. Em làm sấy khô ngon lành, cái này thơm cực kỳ luôn. 100 một cân. Còn loại chuối thái lát này thì là quả chuối xanh em thái ra là 50.000 một cân. Đấy, từ quả chuối rừng em làm được 3 thứ, còn đây là hạt chuối này, em bán 100.000 một cân. Một túi nó 5 lạng. Đấy, hạt chuối là những cái hạt già em bóc từ quả chuối chín ra, xong rồi là rửa sạch và phơi khô. Đấy, mật ong khoái. Mật ong khoái bán 350 một lít. Đây, em bác làm quà biếu Tết này, rất là ok. Ngoài ra em còn có những cái đồ như là lấm lim xanh. Lấm lim xanh 250 một lạng cơ. 2 triệu rưỡi một cân. Đây là những cái hạt hồ chế này.
pha thủ chế, các bác cứ thử dùng một lần thì sẽ biết được cái hiệu quả mà em làm nó đỉnh cao như nào. Đây, còn đây là dao mèo 350 một con. Bên trong này là trụ giớn 15.000 một trụ, bảng giớn 15.000 một bảng. Đấy, còn mấy trụ giớn mới rêu sâu, rêu phân trắng Nhật các thứ đây. Phân này là phân trắng của Nhật, chuyên bón lan đột biến. Nạn cao bón lan thường được, nhưng mà lan đột biến thì được sử dụng nhiều. Đấy. Một cân này là 280, cân này đắt. Rồi, cảm ơn các bác.